sanh cha chỉ đây mi cha đây hiện như đất cũng như trên trời. Xin cha cho con hôm nay nó được hàng ngày và nó lợi chúng con như chúng con cùng nhau kế con lợi chúng con. Xin cho để chúng con cho siêu cam dỗ những cơ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria đấng con đến chờ chờ cùng bà và con hôm nay mọi người đâu ở đây số ba lòng bà cùng con là. Tình kiến đơn Chúa Trời là cha mẹ con vô cùng nhận lên trời đất. Tội tình kiến đơn Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha. Cùng là Chúa chúng con, đại bác đơn Chúa Thánh Thần. Mà người sống trời xin bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nạn đời quan thông Siêu Phi La Tô. Đóng đèn trên cây thanh giá, chết và tăng xa, xuống ngọt câu tâm. Ngày thứ ba vợi chân kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bên hữu đây chưa chào theo các vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh đơn Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh thần có ở các thế này, có thánh thần cả ông. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng mai mười ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Và nước đã trong chào từ thành tâm Chúa Giêsu như thác đổng thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Vì sự thương xót của Đức Giêsu Kitô, xin tha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin tha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin tha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thế nên mình tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
lạy Cha thần hữu, con xin dâng lên Cha mình và mong linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để hiện vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Công lành đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha thần hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha thần hữu, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Chúa toàn năng hằng ngự, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Này đấng trị thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh này máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Kinh này máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Kinh này máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cẳng sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ nói với các ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sọ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma. Ở đó các ông, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tôma: Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa người: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống lại nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, đây là một dịp có lẽ rằng mỗi người chúng ta mang cái niềm vui, không phải là vì niềm vui bản thân chúng ta, nhưng mà niềm vui bởi vì chính Chúa Giêsu đã sống lại, chính Chúa Giêsu đã phục sinh, để Ngài đã mang lại bình an cho mỗi người chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc lại rất là nhiều lần, đó là bình an cho anh em. Và niềm bình an của Ngài sẽ khác hơn bình an mà thế gian đã ban tặng. Và trong tâm tình đó, cho con gửi lời chúc mừng, mừng kính lòng Chúa Thương Xót đến nhóm hội cầu nguyện, nhóm đọc kinh lòng Chúa Thương Xót đã mang review. Và cũng cảm ơn nhóm đã luôn luôn đồng hành với cộng đoàn ở Madridview, và cảm ơn tất cả những người tham dự thánh lễ trong ngày thứ tư hàng tuần, trong đó các anh chị em ca đoàn follow và những người đã tích cực để xây dựng cho cái cộng đoàn lòng Chúa Thương Xót ở Madridview ngày càng phát triển. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chúng con vào vòng tay.
Christ, our only Savior, our merciful and powerful healer. Have mercy and save us. Receive our humble prayers. Keep them in your heart and protect us in your lungs by your sweet love. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa. Amen.